Cây lúa có diện tích lớn nhất tỉnh Hậu Giang, nên bức tranh khởi sắc của tư duy sản xuất mới trong năm qua được thể hiện rõ nhất trên đồng ruộng. Ông Ba Quốc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thuận Tiến ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, vui mừng vì nhiều đổi mới trên cánh đồng quê nhà. Trước đây, lúa cái như thế này chủ yếu của nông dân trong hợp tác xã vì được ngành nông nghiệp hỗ trợ một phần lúa giống và vật tư nông nghiệp. Nhưng vụ đông xuân năm nay, diện tích lúa cấy của xã Vĩnh Thuận Tây nhân rộng lên hơn 700 công ruộng. Trong đó, gần phân nửa của nông dân ngoài hợp tác xã. Cái lúa cấy này là chúng tôi cấy cũng 6-7 năm rồi. Nhưng mà tâm đắc nhất là lúa cấy này chúng tôi là rất là cái hiệu quả cao. Thứ nhất là giảm được giống, giảm phân, giảm thuốc từ sâu. Là ba loại đó nó được cái giảm thuốc đó. Cái thứ hai nó là cái lúa cấy á, thì vào những vụ lúa mà mưa nhiều quá, gió nhiều quá thì không sập, nói chung là vẫn an toàn. Còn nếu nó cao hơn xạ là nước xạ nhiều khi mưa gió thì nó sập, nó đổ thì coi như dùng mình thất trắng luôn, còn cái này không có, nó không sập. Vụ lúa đông xuân này, tỷ lệ nông dân xạ giống xác nhận giống chất lượng cao chiếm hơn 90%, diện tích xạ thưa xạ hàng và cấy tăng gấp đôi so với năm rồi. Nông dân mạnh mẽ giảm phân thuốc hóa học để chuyển sang hướng trồng lúa sinh học, lúa an toàn, thân thiện với môi trường. Ưu tiên dùng nấm xanh, hướng EPM để quản lý dịch hại trên đồng ruộng. Trên ruộng, năng suất không còn là số 1. Chất lượng lúa gạo, hiệu quả sản xuất và độ an toàn cho người tiêu dùng đang được nông dân Hậu Giang hướng lên hàng đầu. Năm nay thì giá phân bón rất cao, mà trong cái nguy á, có cái cơ. Thì chúng tôi đã áp dụng tới ngày hôm nay, thì tôi cây lúa tôi cấy hôm nay 10 ngày, tôi mới gãi có 12 kg, nhưng lúa nó phát triển rất là tốt. Thì trong khi mình cấy thì mình lúa nó đồng đều hơn, thưa hơn, thì mình giảm được cái phân, tăng cái lợi nhuận cao hơn. Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang chuyển hướng phát triển sang cây trái, thủy sản và lúa gạo. Tỉnh ban hành đề án phát triển nông nghiệp bền vững thuận với tự nhiên. Cầu nối của ngành nông nghiệp sát với người nông dân tạo được sự lan tỏa tư duy sản xuất bền vững, an toàn, thêm rộng khắp. Sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp là tiêu chuẩn hàng đầu được nông dân hướng tới. Thì thấy hiện nay trong cái hợp tác xã áp dụng theo cái quy trình, cái phân hữu cơ này thì thấy vườn trong hợp tác xã đều phát triển. Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Sản xuất theo hướng liên kết, kinh tế tập thể giúp nông dân dần hạn chế thất thoát, giảm tác hại do hạn mặn và tác động của thời tiết. Hiện toàn tỉnh có một liên hiệp hợp tác xã và gần 200 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tư duy này một lần nữa cho thấy tính phù hợp trong xu thế kinh tế nông nghiệp, kinh tế thị trường. Nông dân gia nhập hợp tác xã. Hợp tác xã này phải có hợp đồng với một nhà doanh nghiệp để mà mình sản xuất ra, mình làm cái chuỗi cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp đó, thì ông nông dân sẽ được nhà doanh nghiệp này với là các nhà khoa học với cái bộ phận nông nghiệp của địa phương giúp cho ông nông dân. Trong năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đặt ra mục tiêu tăng trưởng đạt ít nhất 3%. Tư duy sản xuất mới lan tỏa giúp cho ruộng lúa, vườn cây, ao cá giảm bớt rủi ro, nâng cao giá trị. Nông nghiệp là một trong bốn trụ cột phát triển của tỉnh thời gian tới. Sản xuất hiệu quả, an toàn, thuận với tự nhiên còn giúp cho nông sản có thêm cái cốt, cái hồn để nâng cao giá trị theo hướng bền vững, lâu dài.